Thưa quý vị và các bạn, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin trong thời đại công nghệ 4.0, bán hàng livestream trên các nền tảng mạng xã hội giờ đây không còn quá mới mẻ. Ban đầu chỉ thu hút người trẻ theo dõi, thì hiện nay nhiều người lớn tuổi cũng tham gia. Nắm bắt xu thế đó, tổ chức đoàn các cấp cũng nhanh chóng bắt nhịp và ứng dụng việc hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho người dân theo phương thức này. Ghi nhận của phóng viên thời sự tại phiên bán hàng livestream trên mạng xã hội cho nông sản của người nông dân trồng ổi, phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà khá hiệu quả. Chỉ cần một chiếc điện thoại có kết nối Internet và một vài thông tin về sản phẩm, nhóm bạn trẻ này đã sẵn sàng đưa ổi Hương Xuân lên phiên live của mình. Có mặt ngay tại vườn, chuyển để những hình ảnh chân thật nhất, khiến người xem thích thú và cảm thấy an tâm hơn khi đặt mua vì đã biết rõ nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm. Với sự hỗ trợ của những KOL có tiếng ở Huế, phiên live đã thu hút hơn 30.000 lượt xem. Và đặc biệt, đã có gần 1 tấn ổi được chốt đơn ngay trên live. Con số mà nếu như buôn bán theo cách truyền thống sẽ rất khó để đạt được. Rõ ràng là cái hiệu ứng mà cái hiệu quả mà mạng xã hội kênh truyền thống thương mại điện tử mang lại là rất là lớn. Tại vì trước đây thì đa số bà con chỉ bán theo cách truyền thống, bán ở chợ hoặc là bán buôn. Nhưng mà hiện nay thì thông qua các cái sàn có thể là thương mại điện tử, các cái trang mạng xã hội thì cái việc bán hàng của bà con được thuận tiện hơn, giá cao hơn và cái số lượng là nó được nhiều hơn. Chỉ còn mấy năm vừa rồi đấy á, chỉ có khá hội Hương Xuân mà kể riêng cá nhân như ở nhà tôi á, thì gọi là phục vụ trong thị xã và trong tỉnh. Nhưng mà trong năm này khởi đầu là hàng hóa của gia đình cũng đã vào Đà Nẵng và thậm chí là đã một cổ vào lô hàng đã vào thành phố Hồ Chí Minh. Đó là mang tính chất để buổi bán đầu để tạo cái thu hút cái thị trường bên ngoài. Phường Hương Xuân, thị xã Hương Trà được coi là thủ phủ của cây ổi, được trồng theo hướng Việt Gáp. Những năm trở lại đây, khi ổi được đưa vào trồng nhiều, những thương lái thu mua thường dùng chiêu ép giá. Ổi nhiều lúc chỉ bán ra được với giá từ 6 đến 7 ngàn đồng một ký. Nhưng người dân vẫn phải chấp nhận bởi không có đầu ra khác. Với việc đưa ổi lên sàn thương mại điện tử như thế này, ổi đã được bán với giá cao hơn, mang lại hiệu quả kinh tế tốt hơn. Và hơn hết, người tiêu dùng có thể tiếp cận và mua những sản phẩm có nguồn gốc, yên tâm hơn trước thời buổi thực phẩm bẩn tràn lan như hiện nay. Đây cũng là hướng đi mà phường Hương Xuân đang hướng tới để đưa những nông sản của địa phương đến với nhiều khách hàng hơn. Kết nối tiêu thụ nông sản, đặc biệt là sản phẩm ổi Việt Gáp Hương Xuân là một trong những cái mà rất được sự quan tâm của lãnh đạo địa phương. Trong đó, thông qua các nền tảng mạng xã hội và dưới sự hỗ trợ của các YouTube, TikToker hay Facebooker thì nhờ các nhà sáng tạo nội dung này thì giúp cho bà con định hướng được cái cách làm cũng như giới thiệu cái sản phẩm ổi Việt Gáp Hương Xuân đến tất cả mọi người. Và qua đó thì có thể là tiêu thụ một cách rộng rãi và đảm bảo được cái giá trị cũng như là nâng cao cái giá trị sản phẩm cái ổi và cũng như là cái giá trị nâng cao thu nhập cho đời sống bà con nhân dân. Bước đầu là sự hỗ trợ của cả bàn đoàn viên thanh niên, nhưng về lâu về dài, các địa phương cần có sự chuyển giao công nghệ để những người nông dân nắm bắt, chủ động việc buôn bán trên sàn thương mại điện tử, nâng cao thu nhập cho chính mình.